tiếng suối trăng như tiếng hát xa, trăng lòng thổ thụ thấm lòng hoa, cảnh hương như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nhớ nhà. Thank you.
tập lễ hả em? Dạ không phải anh, sân khấu này á là sân khấu truyền thống định kỳ mỗi tối thứ bảy hàng tuần, nhờ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ mở ra để phục vụ du khách gần xa đó anh. À, anh hiểu rồi. Thì ra đây là cách mà Cần Thơ tạo ra nhằm giới thiệu về văn hóa văn nghệ cho mọi người phải không em? Dạ. Em vui tính quá, nhưng mà anh cũng đã nghe Chợ Nổi Cái Răng qua mấy câu thơ. Sao anh? Chợ đã nổi từ giữa đêm về sáng, ta vẫn chìm từ giữa buổi hoàng hôn. Em treo bẹo cái răng ba lan, ta thương hồ vào sáng cần thơ. Nàng có biết một lần nó cho biết đến để biết chợ và còn biết người nữa chứ. Vậy á, nếu mà mấy anh không chê, em xin mời mấy anh lên xe về thăm Chợ Nổi. Đi liền, đi liền. Mà em quên anh ơi. Sao quên em? Giờ này cũng trễ rồi, chợ đâu có nhóm đâu mà mình đi anh. Ờ, đúng rồi. Bây giờ em hẹn mấy anh sáng mai, mấy anh đón xe theo sông Cần Thơ đi về khoảng 5 cây số. Lúc bình minh đang lên là lúc chợ nhóm, em á sẽ đón anh ở đó. Mà đồng ý không? Đồng ý. Rồi, dạ, tạm biệt. Thank you.
Con gì đó ơi.
mới biết năm nay là thú thứ xưa đó hả em? Dạ đúng rồi. Xong cái sân đỡ rồ, nón nhà đông có được quê mở một con điều. Từ đó có di tích lịch sử văn hóa là địa điểm chiến thắng của đội cảm tử quân quốc gia từng dày cù tỉnh Cần Thơ năm 1945. Nơi đây đã diễn ra trận đánh quân Pháp làm bị thương tân quan Ba Lô Băng tại nhà Việt Lan Thị Thạnh, đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao mà anh biết rằng quá vậy? Thì ông là nhà báo của em. Ủa vậy hả? Nhưng mà em nói hai anh nghe nè, sau khi hai anh đã dựng chân ở phòng truyền thống rồi á, thì em mời hai anh và du khách bước sang bên hông để đi thăm di tích chùa ông. Nói được có sai nè. Dạ đúng rồi đó anh. Vậy thì cái gì hai em cũng biết hết rồi, đâu có cần gì tụi em giới thiệu nữa. Không, thấy rồi đó. Tài lắm tài lọ không mà. Nói gì không biết nữa, mấy em đâu giới thiệu cho mình nữa. Có gì không biết gì hết. Mấy em đừng có gặp con nha. Mấy em thông cảm. Tại trước khi về đây nè, anh cứ lên trên mạng tìm hiểu, biết được anh xíu. Nếu như anh ra trên mạng, anh dễ biết Đình Thần là Trường Thạnh không? Đình Thần là Trường Thạnh? Ở đâu? Không biết. Bây giờ anh cũng biết về đặc sản quê hương. Đúng rồi, đặc sản. Chú kể em. Cái gì món ngon xin kể buồn chờ, bánh xèo thành mỹ bột ngon hết ý. Người gian tư lý cũng tâm khô thị thủy. Nước đều ngọt thơm bởi nhiều năm trước. Thường thường đem nước nức tí phố phường, cái răng chợ quận. Mình rửa em nghe nè. Bỏ nữa, không ngon ngọt nữa. Người anh ghé tôi muốn quê mình cũng đẹp cũng xinh. Thì trái vội mời mà mấy em ơi, ở gần đây nè, có cái khu nghỉ dưỡng nào không? Chỉ với tụi anh để còn nhìn ngắm những cái đẹp quê hương mình nè. Còn cho ông ăn nữa chứ. Đúng rồi, bạn tôi á thiệt là hết ý và còn đầy lý trí nữa nha. Thì anh rất là cảm ơn, nhưng mà nói thiệt thì... Ủa? Không lẽ nãy giờ hai anh mới giả với tụi em đó hả? Đâu phải đâu. Thật ra ý của tụi anh là... Thật ra tụi anh là... Tụi anh là... Là gì? Là người ở đây. Người ở đây? Là sao? Đúng rồi. Mong muốn được trong sinh trẻ dừng say.
Huy, em còn có ý định gì nữa không? Anh á, thì đã hoàn thành xong chương trình bậc đại học. Lần này về cái răng mình để nhận nhiệm vụ để phòng kinh tế quận đấy em. Còn anh á, thì sẽ về phòng quản lý đô thị quận để thỏa mãn ước mơ xây dựng công trình cho quê hương xứ sở đó các em. Vậy thì hay quá. Ủa mà hay cái gì? Trời đất ơi, hay ở đây á là chúng mình nè đều là những viên chức trẻ nè, giúp mình xây dựng cho quê hương cái răng đó đi và thành phố Cần Thơ nói chung ngày càng thêm đẹp, thêm xinh. Phải không hai anh? Phải không mấy chị? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng tôi.